Hi, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì Bằng sẽ đưa mọi người đi tham quan một trong những ngôi giáo đường cổ kính và lâu đời nhất ở vùng Nam California. Và phía sau lưng Bằng, đây là khuôn viên của giáo đường Capitano, một trong những ngôi giáo đường được xây dựng từ thế kỷ 18 bởi các nhà truyền giáo người Tây Ban Nha. Và đây cũng chính là một trong những ngôi giáo đường cổ kính và lâu đời nhất ở vùng Nam California. Chỉ cách Lido Sài Gòn có 40 phút lái xe về hướng Nam mà thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá ngôi giáo đường này có những gì đặc biệt nha mọi người. Chính xác thì ngôi giáo đường này được xây dựng vào năm 1776 và đó cũng chính là năm mà nước Mỹ tuyên bố giành được độc lập. Ngôi giáo đường này đã có hơn 200 năm trải qua những thăng trầm trong lịch sử cùng với vùng đất California. Và từ những ngày đầu tiên khi xây dựng ngôi giáo đường này, nó đã mang trong mình một sứ mệnh vô cùng quan trọng, đó chính là mang tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đến với tất cả mọi người. Sau khi chính quyền Tây Ban Nha sụp đổ vào năm 1821, Mexico tuyên bố giành được độc lập và kiểm soát luôn cả vùng đất California. Đến năm 1845, chính quyền Mexico đã bán đấu giá giáo đường Capistrano này lại cho một gia đình thương nhân giàu có tên là John Foster. Mãi cho đến khi cuộc chiến giữa Mỹ và Mexico kết thúc, vào năm 1850, California trở thành tiểu bang thứ 31 của nước Mỹ. Lúc đó thì Capistrano cùng với vùng đất California được sự quản lý của chính quyền Mỹ. Đã có rất là nhiều vị giám mục công giáo ở California gửi thư kiến nghị đến chính quyền Mỹ yêu cầu trao trả giáo đường Capistrano này lại cho giáo hội công giáo California. Và việc đó đã xảy ra vào năm 1865. Khi chính quyền của Tổng thống Abraham Lincoln chính thức bàn giao giáo đường Capistrano này lại cho Giáo hội Công giáo California. Ngày nay khi chúng ta đến tham quan giáo đường Capistrano, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy giáo đường này đã có nhiều phần bị hư hại do sự ảnh hưởng của các trận động đất trong nhiều thế kỷ ở California. Tuy nhiên Giáo hội Công giáo California vẫn muốn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính của giáo đường Capistrano. Vì vậy mà trong suốt thời gian qua, giáo đường này đã không hề có bất kỳ một sự trùng tu hay một sự tu sửa nào cả. Ngày nay thì giáo đường Capistrano trở thành một địa điểm di tích lịch sử để cho mọi người có thể đến đây tìm hiểu về lịch sử, sứ mệnh truyền giáo của vùng Bắc Mỹ. Chị này là nhân viên ở giáo đường Capistrano. Và lúc nãy thì Bằng hỏi chị là cái chỗ mà chim én làm tổ á, nằm ở chỗ nào. Thì chị đang dẫn Bằng với mẹ bé Ray đến cái chỗ mà chim én làm tổ để quay cho mọi người cùng xem. Wow. And you can see like they're supposed Oh, to Oh, right đây. There.
Yeah. Đây, chị chỉ cho mình coi nè. Ở đây là những cái tổ của chim én nha mọi người. There's really nothing else. These are the two. There's one like over there. Like another model there. Okay, I saw. Yeah. But there's really nothing. Wow, phía bên kia nữa kìa. Yeah. This is your best bet. Thank yeah, you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. You're welcome. Một trong những sự kiện quan trọng nhất của giáo đường Capuchino đó là ngày lễ Thánh Giuse, và đó cũng chính là ngày 19 tháng 3 hàng năm. Và ngày này, giáo đường Capuchino sẽ tổ chức lễ hội chim én trở về. Ở đây sẽ đón nhận hơn hàng ngàn con chim én bay về từ vùng Nam Mỹ, cách xa nơi này hơn 6.000 dặm. Và phía sau lưng bằng đây là một cái vách tường, có những tổ chim én đang làm tổ đây mọi người. Cho đến bây giờ thì người ta vẫn không hiểu lý do vì sao mà chim én lại chọn giáo đường Capuchino để trở về đây làm tổ và trú ngụ trong suốt một mùa hè. Và người ta cũng cho rằng có hai giả thiết. Thứ nhất, có lẽ là chim én đã quen với đường quay trở về của nó trong nhiều thế kỷ. Và thứ hai, người ta tin rằng vùng đất xung quanh giáo đường Capuchino ở đây có rất là nhiều sông rạch và những khu rừng, và đó chính là nơi cung cấp một nguồn thức ăn dự trữ và dồi dào cho chim én trong suốt mùa đó trú ngụ ở phương Bắc. Sự kiện chim én trở về là một sự kiện nổi tiếng và được tổ chức hàng năm tại giáo đường Capuchino. Và sự kiện này nổi tiếng đến mức nó đã được viết thành một bản nhạc tình ca vào năm 1940 bởi một nhạc sĩ người Tây Ban Nha có tên là Leon. Và bản nhạc này có tên là When the Swallow Come Back to Capuchino. Và bạn xin được dịch 4 câu đầu tiên trong bản nhạc tình ca này cho mọi người cùng nghe. Khi mà chim én trở về với giáo đường Capuchino, đó cũng chính là ngày anh hứa sẽ quay trở về với em. Em vẫn còn nhớ ngày anh thì thầm lời tạm biệt. Đó là ngày chim én rời xa ngôi giáo đường. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.